Em Lan Rừng Ngọc Bền xin chào tất cả quý các bạn đam mê lan trên toàn quốc nhé. Hôm nay là ngày 29 tháng 11 năm 2018. Em có cập nhật. Tại cơ sở Lan Rừng Ngọc Bền gồm có 26 loại lan rừng nhé các bạn nhé. Đó. Thì các bạn thích phần lan nào hay là cần loại lan nào thì hãy điện trực tiếp cho số điện thoại của Lan Rừng Ngọc Bền là 0984754102 nhé các bạn nhé. Rồi em sẽ nhận tiếp nhận đơn hàng trực tiếp với các bạn và gửi hàng đi trong ngày cho các bạn ạ. Thì cơ sở Lan Rừng Ngọc Bền của chúng em thì ở thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng nhé các bạn nhé. Ở đây thì hôm nay em có cập nhật được cái lan Trần Tuấn. Loại lan này cũng rất được nhiều bạn săn tìm. Thì hôm nay cũng có đầu mối họ lấy được cho em chừng này phần lan đây. Thì em sẽ giới thiệu cho các bạn cái những cái phần mà đồng giá là 200.000 á. Thì gồm có 5 phần. Đây, đây là những cái phần đồng giá 200.000 nhé các bạn nhé. Thì em sẽ không cần phải đề số nữa, tại vì em có phân nó đều nhau để cho chia sẻ cho các bạn. Đó, những cái phần này là mỗi phần là 200.000 nhé các bạn nhé. Đây, mỗi phần là 200.000. Đấy, nó có cả to cả nhỏ nhé các bạn nhé. Đấy, những cây nhỏ nhỏ như vậy nó cũng đã có thể cho hoa rồi. Đó. Đây. Đó. Những thân này là thành thân những cái thân to nhất rồi này. Lan rừng Trần Tuấn thì cái thân nó nhỏ thôi, cây nó nhỏ, nó không ấy. Loại hoa này rất đẹp và rất quý hiếm của rừng Việt Nam chúng ta. Đó, rất đáng để chúng ta sưu tầm. Còn ở đây có một số phần có giá thành nó đắt hơn một chút, nhưng mà nó là hàng liền dề nhé các bạn nhé. Đó, em có đề giá của từng phần rồi. Ở đây còn có 7 phần là hàng dề nhé các bạn nhé, hàng đẹp luôn á, để tiện cho các bạn thích phần nào thì các bạn chọn phần đấy. Ở đây là phần số 1 có giá là 250.000 nhé các bạn nhé. Đó, đây phần số 1 là một dề như vậy đây. Thân to đẹp, hàng liền dề nhé các bạn nhé. Rất khỏe mạnh, không bị dập gãy. Đây là phần số 2 có giá là 250.000 nhé các bạn nhé. Đây. Đó. Còn đây là phần số 3 gồm có 2 dề có giá là 300.000 nhé các bạn nhé. 2 dề như vậy đây. Đấy. 300.000 này. Đó. Em sẽ giới thiệu nhanh qua cho các bạn. Còn đây là phần số 4. Phần số 4 đây gồm có 3 dề nhé các bạn nhé. 3 dề đây. Có giá là 250.000 nhé. Đó, các bạn thích phần nào thì đặt hàng để em gửi đi cho các bạn. Còn đây phần số 5. Phần số 5 thì gồm có 4 dề luôn. Để mà tiện cho tương ứng với cái giá tiền mà các bác bỏ ra. Đấy, thì em sẽ cho cả những cho thêm một thân to đẹp vào đây nữa. Đây là một dề nhỏ thôi nhưng mà thân nó rất là to đều đẹp này. Đó. Đấy, phần này cũng có giá là 250.000 nhé các bạn nhé. Đấy, phần số 5. Đó, các bạn điện nhanh cho em nhé. Còn đây là phần số 6, có giá là 400.000 nhé các bạn nhé. Một dề to đẹp như này đây. Đó, dề nó rất là to đẹp mà nó lại trụ. Cực kỳ đẹp luôn, thân khỏe đẹp. Có 600.000 thôi. Còn đây là phần số 7, cũng có giá là 400.000. Cũng là một dề to đẹp. Đó, một dề rất là trụm luôn. Loại cây này chúng ta có thể ghép gỗ hoặc là trồng vào chậu nhé các bạn nhé. Bằng vỏ thông nhé, sơ dừa, than củi cho nó thoáng rễ một chút là cây sẽ phát triển rất tốt. Mà loại cây này lại là loại rất là dễ trồng, dễ thuần. Đó, mà hoa rất đẹp. Còn ở đây em giới thiệu tiếp cho các bạn một số loại lan rất cũng rất đáng để sưu tầm. Ở đây là cây lan tiểu cẩm chi, hoa tím nhé các bạn nhé. Đó, cây nhỏ mà hoa lại rất to đẹp, vòi hoa dài, đẹp. Đấy, em bán mỗi cây này là 15.000 một cây nhé các bạn nhé. 15.000 một cây như vậy đây. Đó, như khóm này có nó có tới 3 cây này. Nhưng mà hàng khóm này là ít thôi. Các bạn nào mua số lượng nhiều thì em ưu tiên. Chứ còn các bạn mua lẻ lẻ thì em nhặt những cây nhỏ lẻ cho các bạn thôi. Đó, chúng ta mua tầm khoảng 3-5 cây, chúng ta mang về kép một giỏ mini, chúng ta chơi 15.000 một cây thôi. Đấy. Đấy, rất đáng để sưu tầm nhé các bạn nhé. Còn đây là cây này là cây cẩm chi hoa vàng đây. Thì
nó có những cái chùm hoa này đang có quả đây. Đó. Cây này thì nó sai quả hơn cái cây tiểu cẩm chi đấy. Cây này em cũng bán giá là 15.000 một cây nhé các bạn nhé. Cây này cho hoa màu vàng. Cây to đẹp luôn á. Cũng có cả hàng dề nên là các bạn nào lấy số lượng nhiều thì em ưu tiên hàng dề cho. Đấy. Gần như toàn là hàng dề á, chứ còn các bạn mua lẻ thì lại phải xé ra các bạn ạ. Đấy. Đấy. Đây. Đây là gồm cây có cả mẹ con này, cây rất to luôn. Đấy. Như những cây nào mà to như này thì em cũng phải tính là hai ngọn thôi các bạn ạ, tại vì nó to mà nó đang đang có con rồi đấy. Nó là một mẹ hai con, chẳng lẽ lại bỏ ra bán theo một giá khác nó lại ấy, thì cái này em cũng xin phép được tính là hai ngọn cho các bạn nhé, hai cây thì nó sẽ có giá là 30.000 đó. Còn ở đây em có cái lan kiều mỡ gà rừng tuyên quang nhé các bạn nhé, cái này là kiều mỡ gà rừng tuyên quang này, 250.000 một cân đó, 250.000 một cân kiều mỡ gà rừng tuyên quang nhé, bao gốc cho các bạn đấy. Còn ở đây em có hồ điệp rừng đấy, hồ điệp rừng này em bán giá là đấy 30.000 một cây nhé các bạn nhé, đó 30.000 một cây. Lá của nó sẽ có, nói chung là có những cây nó không được hoàn hảo cho lắm, tại vì nó hay bị gãy cái lá ngọn. Nhưng mà cái lá ngọn này nó bị gãy thì nó sẽ lại mọc cho chúng ta những ngọn mới thôi. Nó mình chỉ bị mất đi một cái lá thôi chứ nó không phải là nó bị gãy ngọn nhé các bạn nhé. Đấy. Rất đẹp luôn. Đây. 30.000 một cây thôi. Đó. Đấy. Cái này là hồ điệp rừng nhá, hồ điệp ấn nhá các bạn nhá. Lá to này. Đấy. Đó. Còn đây em có lan vải rồng. Lan vải rồng. Cái này gọi như là em bán hộ cho người dân họ đi rừng, họ lấy về thì cho là bán hộ thôi, giá 100.000 1 kg. Đấy. Không có lời lãi với các bạn nhé. Em chia sẻ với các bạn lan vải rồng rừng 100.000 1 kg. Còn ở bên này đây em có lan kiều vuông. Kiều này là kiều cam nhé các bạn nhé. Kiều này hoa cam, hoa màu cam, rất là đẹp luôn. Kiều cam này nó khác với cái lan kiều mỡ gà. Nó cũng là kiều vuông nhưng mà hoa của nó sẽ cho màu khác hơn cái kiều 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 mỡ gà nhé các bạn nhé. Em bán giá là 250.000 1 kg. Đấy, cái kiều vuông cam này. Thân nó ngắn. Đó. Còn cái kiều mỡ gà thân nó dài. Đấy, 250.000 1 kg nhé các bạn nhé. Hàng rất là đẹp luôn ạ. Rất nhiều dề. Còn đây là lan kiếm lô hội, tiện cho các bạn lấy về luyện kiếm này. Lan kiếm lô hội 100.000 1 kg. Chỗ này chỉ có chừng khoảng 2 kg thôi. Đấy. Còn ở đây là lan hoàng thảo phi điệp vàng. Lan hoàng thảo phi điệp vàng rất là đẹp luôn. Chỉ có chừng khoảng 5 cân thôi, hàng đẹp này, 150.000 1 kg. Còn đây là long tu đá, long tu xuân nhé các bạn nhé, long tu đá nó hay, chúng ta thường hay gọi là long tu xuân đó. Đấy, hàng rất là đẹp luôn, dài đẹp, 200.000 1 kg. Đấy, lô này đẹp á, em cũng mua giá rất là đắt rồi, nhưng mà thôi thì chia sẻ cho các bạn, em cũng không cũng không tăng giá, không không tăng giá mà giá vẫn bình ổn như bình thường, em bán giá như bình thường cho các bạn thôi là 200.000 1 kg. Đấy, long tu xuân nhé các bạn nhé. Còn đây là sóc tím. Sóc tím em bán giá là 150.000 1 kg. Đó. Đấy, hàng rừng nhé các bạn nhé. Cây to cây nhỏ có này. Sóc tím này là ở vùng rừng Lào nhé các bạn nhé. Rừng Việt Nam mình chỉ có chồn thôi, không có sóc. Sóc tím này thì ở bên rừng Việt Nam mình có rất là ít luôn, không không hề có. Đó. Em chỉ chuyên bán hàng rừng Lào với hàng rừng Việt Nam chúng ta thôi. Đấy. Còn hàng tàu thì em không bán. Hàng tàu thì giá rất là rẻ. Nhưng mà em không bán giá cái lan hàng tàu, tại vì nó là ở vùng lạnh hơn cái khí hậu ở Việt Nam chúng ta với cả khí hậu của Lào nên là rất là khó thuần luôn. Nên là em không bán hàng tàu. Còn đây là còn một chút lan long tu thân xanh hoa tím này đây. Lan long tu thân xanh hoa tím này
Em bán giá là 300.000 1 kg nhé các bạn nhé. Đấy. Đây là những thân tơ đây. Rất là nhiều thân tơ luôn, thân tơ to khỏe. Hàng này là hàng long tu thân xanh hoa ở rừng Bắc nhé các bạn nhé. Nên là thân nó rất to này. Đây những thân tơ. Đấy, đây là những thân tơ. Rất là to khỏe luôn. Những thân già thì như đây. Đây những thân già này, những thân già này nó rất hay bị úa tại vì nó rất mềm đây này. Đấy đấy, rất là mềm này, này. Đấy. Nó rất hay bị úa, còn những cái thân này là thân tơ, nó rất là to khỏe này, nó không bao giờ bị úng, bị úa khi lúc gửi hàng nhé các bạn nhé. Nên các bạn cứ yên tâm. Một số thân già này nó mà bị úng thì các bạn cũng vui lòng cắt bớt. Thì trong lúc gửi gói hàng thì những cái thân bị úng này em sẽ cắt bỏ đi, sẽ không gửi đi cho các bạn như vậy đâu. Đấy, đây là dề luôn này. Hàng dề ít thôi, có mỗi dề này. Còn đây đều là nó lẻ lẻ một hai thân, một khóm. Đấy, có cả hàng ngắn nhé các bạn nhé. Đấy. Nhiều bạn nhận được cái thân nó bị úa cứ phản ánh rằng là sẽ không nhận hàng nữa tại vì lan nó thối hết rồi. Thối, nó không thối đâu các bạn ạ. Những thân tơ nó không bao giờ thối, nó chỉ thối ở những thân già thôi các bạn ạ. Nhá. Đấy. Còn ở đây là ngọc thạch ba màu. Ngọc thạch ba màu. Hàng xuống hết lá rồi đây, rất là đẹp luôn. Em bán giá là 200.000 1 kg. Đấy, thân tơ đây rất là nhiều nhá các bạn nhá. Thân tơ bao dập gãy thân tơ cho các bạn, một số thân tơ nó gãy ngọn đôi chút. Nhưng mà nó vẫn cho hoa bình thường nhá các bạn nhá. Đấy. Như thân tơ nào mà to to đẹp ấy mà nó liền dề như vậy á thì em có gửi lẫn vô thì các bạn thông cảm chút nhá. Tại vì hàng rừng thì nó không tránh được cái dập gãy, nhưng mà tỷ lệ dập gãy nó sẽ cực kỳ ít nhá các bạn nhá. 1 kg may ra các bạn gặp phải một thân hai thân gì đấy chứ nó không phải là gãy nhiều. Hàng gãy nhiều thì em sẽ phải lọc ra hết. Đấy, nó sẽ có to có nhỏ nhá. 200.000 1 kg, rất lợi kg luôn. Xuống hết lá mà đang rất khô luôn. Còn đây là lan chuối ngọc. Chuối ngọc cũng đang xuống hết lá ở đây. 160.000 1 kg. Bán xả hàng cho các bạn. Hàng đẹp nhá, không phải hàng thanh lý nhá các bạn nhá. Em chỉ bán xả hàng thôi cho đỡ nó chật sân một tí. Đấy, loại này vừa rồi em nhập về gần một tạ nhưng bán bây giờ chắc chỉ còn tầm chục cân trong vòng 3 ngày rồi. Còn ở đây em có lan tóc tiên. Tóc tiên thì em có 5 bảng ở đây, mỗi bảng em bán giá là 120.000 một bảng nhé các bạn nhé. Những cái bảng này đã được thuần này. Đấy, hoa tím đẹp chưa? Đấy. Mỗi bảng này em bán giá là 120.000 nhé. Đấy, lan đã thuần. Còn ở đây em có một bó hàng mới bóc rừng về đây. Bó này em bán giá là 150.000 cho cái bó này nhé các bạn nhé. Về các bạn tự trồng tự ghép để làm một cái giỏ to hơn hoặc là làm được nhiều giỏ hơn thì chúng ta sẽ phải mất công để chúng ta thuần nhé các bạn nhé. Còn ở đây em có trúc Phật Bà. Trúc Phật Bà thì hàng kg thì chiều nay em mới về. Hàng đẹp á thì chiều nay em mới có hàng về. Còn đây em còn một chút này là hàng thanh lý mà hôm qua em bán thì em lọc ra. Thì em bán giá là 300.000 1 kg hàng thanh lý này nhá. Còn cái hàng đẹp là 500.000 1 kg, chiều em sẽ có hàng về. Thì bạn nào cứ đặt hàng thì em sẽ gửi hàng chiều nay cho là hàng đẹp, bao dập gãy. Còn loại hàng thanh lý này em không bao dập gãy nhá, tại vì nó là hàng dập gãy em lọc ra. Tất cả đều vẫn còn đang có nụ. Đấy, nó bị chỉ là bị gãy đầu ngọn. Tay hoa, đấy. Kể cả nhỏ nhỏ như vậy nó cũng đang có nụ ở đây. Đó. Đây đang nụ nhá các bạn nhá. Đấy. Hàng thanh lý thì nó sẽ dập gãy với cả thân nhỏ nhá các bạn nhá. Như đây là thân nhỏ này, nó cũng đang có nụ này, không phải là thân gãy, nó chỉ là thân nhỏ thôi. Em lọc ra để cho các bạn được chơi những cái giỏ lan nó đẹp. Đấy. Còn đây em còn một phần lan Điện Biên Đông. Phần lan Điện Biên Đông này em bán chia sẻ cho các bạn là 150.000 thôi. Điện Biên Đông nhé các bạn nhé. Còn ở đây em có 5 phần lan địa lan Mạc Quân Tử nhé các bạn nhé. Mỗi phần này, mỗi bó này em bán là 50.000 một bó nhé các bạn nhé. Đấy, chúng ta mang về trồng được 1-2 chậu đẹp luôn. Loại cây nó nhẹ, rất là nhẹ thôi. Nên là chúng ta mua một bó về trồng một chậu to đẹp rồi. Đấy. 5 phần. Mỗi phần là 50.000 nhá.
Còn đây là hạc vĩ bắc. Hạc vĩ bắc đây. Bây giờ đang úa lá, xuống lá ở đây. Đấy, thân to đẹp luôn này. Đấy. Thân to đẹp này. Hạc vĩ bắc có giá là 300.000 một kg nhé các bạn nhé. Đấy. Còn ở đây em có lan hoàng thảo tam bảo sắc, hoa cực kỳ đẹp luôn. Hoàng thảo tam bảo sắc, hoa của nó tự tựa như hoa trúc mảnh, nó rất là đẹp các bạn ạ, mà nó lại nở sai hoa hơn hoa trúc mảnh nữa cơ. Đấy, cái hoa trúc mảnh thì nó đặc biệt ở cái thân, còn cái thằng này thì đặc biệt ở cái hoa, là rất là đẹp. Cái thân của nó là thân mảnh mà hoa lại rất to. Nó với hoa lan trúc mảnh là to ngang nhau. Có giá là 250.000 một kg nhé các bạn nhé. Đấy. Đây là hoàng thảo tam bảo sắc nhé. Còn ở đây em có thêm lan kiều vuông mỡ gà đây. Lan kiều vuông mỡ gà rừng Tây Bắc này. Ở vùng ở tỉnh nào thì em không rõ, tại vì em chỉ nhập hàng ở Tây Bắc thôi, thì nó là hàng Tây Bắc. 250.000 một kg nhé các bạn nhé. Kiều mỡ gà. 250.000 một kg. Đấy, hàng dề to đẹp luôn, dài đẹp luôn, xanh mướt cho các bạn. Còn ở đây mặt hàng này cũng có giá là 250.000 một kg. Nó là kim điệp nhựa, hay còn gọi là kim điệp thơm nhé các bạn. Hoa của nó là có cái màu xanh cốm, rất là đẹp và rất là thơm. Đấy, 250.000. To nhỏ lẫn lộn nhé các bạn nhé. Đấy, có cả những cái tép nhỏ này, nhưng mà cái loại nhỏ này rất là ít thôi. Chủ yếu toàn hàng to à, đây này. Đấy, toàn to không này. Đấy, to đều được. 250.000 một kg. Và còn đây là sơn thủy tiên này. Sơn thủy tiên em bán giá 230.000 một kg. Loại hàng này là tương đối đẹp, chứ chưa phải là đẹp hẳn. Đấy, đẹp hẳn nó còn đắt nữa cơ. Đấy, loại này tương đối đẹp. Và còn đây bên dưới này, em có loại hàng xấu như này đây. Và nhiều cây nhỏ. Thân già thì nó sông sâu chuột cặm một chút. Thì có giá là 150.000 thôi, 1 kg thôi. Chỗ này có chừng hơn 2 kg này. Đấy, bạn nào lấy thì em gửi cho này. 150.000 1 kg, loại hàng xấu nhá. Đấy là sơn thủy tiên. Còn ở đây em có thêm cái kim điệp xuân. Kim điệp xuân hàng đẹp, 180.000 1 kg. Đó. Tiền nào của đấy nhá các bạn nhá. Có những phiên, có những loại hàng nó chỉ 120.000 1 kg thôi. Nhưng mà như phiên này, đây toàn hàng đẹp, hàng dề này. Đây là những cái thân già này, nó bị gãy thôi nhá các bạn nhá, không phải thân tơ nhá. Đấy. 180.000 một kg. Toàn hàng dề thôi, đây này. Toàn dề này. Đấy, thấy chưa? Bao hàng dề cho các bạn 180.000 một kg. Còn ở đây em có chồn trắng. Chồn bắc. Có giá là 250.000 một kg nhá, loại hàng đẹp. Đấy, 250.000 một kg, hàng đẹp. To đẹp này. Đấy. Đây, hàng đây. Đấy. Rất là đẹp luôn. Đấy. Từ trên xuống dưới đều đẹp, đều nhau hết này. Đấy. Đây. To đẹp này, cấy lá đôi chút. Nhưng mà tỷ lệ cấy lá rất là ít thôi các bạn ạ. Úi giời, dài đấy. Em định vặt vào nhưng mà dài lắm. Đây. Còn ở bên này, hàng nhỏ và hơi xấu. Có giá là 200.000 một kg. Là hàng cây nhỏ. Đấy. Đây là hàng chồn nhá các bạn nhá. Chồn trắng bắc. Đấy. Còn ở đây em có vanda. Vanda hương chanh, hiện giờ nó đang có nụ hoa nhá các bạn nhá. Đây, như thân này có 3 nụ hoa này. Thân này là ở một cái giò nguyên bản. Thân này ở một giò nguyên bản. Giò nguyên bản này có 3 thân nhé các bạn nhé. Đang có nụ hết này. Thân nào đang có nụ. Có cái thân bên trong này cũng đang có nụ này. Thân trong này có tới 4 nụ. Đấy, thân bên trong có tới 4 nụ cơ. Đấy, các bạn nhìn thấy nụ chưa? Đấy, những cái nụ nó chỉ ngắn ngắn chừng đầy thôi. Loại này sắp tới nó sẽ nở vào hoa. Hoa rất là cực kỳ thơm luôn. Cái vanda hương chanh này. Hoa thơm lắm các bạn ạ. Cái giò khúc nguyên bản này em bán giá là 250.000 nhé các bạn nhé. Cho một khúc nguyên bản này, lá to đẹp này, đang rất là nhiều nụ luôn. Để cho các bạn chơi hoa Tết sắp tới này nhé. 250.000 một khúc nguyên bản này. Em để sang bên này. Rồi em giới thiệu tiếp cái hàng kg, hàng vanda hương chanh, hàng kg cũng đang rất là nhiều nụ luôn.
Hàng kg thì có giá là 150.000 một kg thôi. Đó. Hàng kg 150.000 một kg nhá. Cái này cái ngọn đâu ra đây? Tí nữa phải tìm cái cây ghế ngọn để em gửi. À đây. Tí nữa em phải bỏ cái cây ghế ngọn ra để em gửi cho các bạn chứ. Còn cây ghế ngọn này gửi đi cho các bạn thì các bạn chửi em chết. Tí nữa em lọc sau. Nó còn thành từng bó cơ. Đấy. Còn ở đây là có một chút thanh đạm nữa này. Thanh đạm hàng dề này. 100.000 một kg này cho các bạn sưu tầm. Hoa đẹp mà thơm lại rẻ. Hàng rừng có sẵn mà nên là thỉnh thoảng dân họ không lấy được lan gì thì nó lại bê về cho em một vài cân như vậy em bán chia sẻ với các bạn, gọi là bán hộ cho các bạn ấy cho được một ngày công ly rừng. Đấy. Tất cả các loại lan rừng vừa rồi đây em đã giới thiệu cho các bạn chi tiết về từng loại rồi. Đấy, các bạn gọi điện trực tiếp vào số điện thoại là 0984754102 để đặt hàng nhé các bạn nhé. Em đại diện cho cơ sở lan rừng Ngọc Bền xin được cảm ơn, chân thành cảm ơn tất cả quý các bạn suốt thời gian qua đã luôn đồng hành và ủng hộ cơ sở. Yeah. Em xin chào tạm biệt tất cả quý các bạn nhé.